Tôi test từng cáp trước khi bán cho khách ha. Đó là các bạn chỉ cần gieo rét cái máy nó báo gieo rét rồi, mình chỉ cần ví dụ như ngay từ đầu nè, đó gieo rét cái máy là khi mình gieo rét cái máy xong thì cái trên đây nó sẽ báo là ở trên cái này, trên cái VMS nó sẽ báo là thấy nè, thấy rõ nè, trên báo trên cái VMS nó sẽ báo là cái máy là gieo rét rồi ha. Và cái ở trên này cái dây những dây cáp của GC đó, nó đang là inductive, nó chưa là lock ha. Đó, và mình sẽ bấm nút pin để ride nó từ trực tiếp từ cái góc máy qua ride, vậy là trên đây báo ok rồi. Mình bấm test lại cái là thấy không, là đây nó có cái pin của CCD rồi, nó sẽ gắn cái serial number cho cái cảm biến và cái xin normal nè, và cái gì vậy là xong đó ha. Và từng test từng cáp rồi đâu bấm giùm ba nè, cái con gắn vô vậy nè, bỏ cái xe thanh đi, đó, phải nhanh lên ha. Rồi mình đây mình cũng đọc, mình test cái cáp đó, nọc màu nô màu ha, thì mình bấm pin đó rồi ra vô ok. Đó, mình test lại. Đó, thấy không? Ừ, cứ bấm vậy từng cái từng cái. Tôi sẽ test từng cáp cho các bạn coi là gắn trên cái máy này luôn ha. Để các bạn, nhiều bạn nói là chưa có cáp Luban mà nói là Luban ổn hơn, ổn ổn gì? Ai có cáp mà ai đã có ai có cáp Luban chưa, test chưa mà nói ổn chứ không ổn. Hả? Thần thánh quá, rất là thần kinh nè. Rồi. Rồi bấm in pin từng cái in pin vậy đó. Thì tại tôi test trên cái máy này thì tôi sẽ ride cho tất cả các cáp có serial đó ha các bạn. Cái mà cái cáp này các bạn có ra thoải mái ha, ra dùng không được cho cái máy này thì dùng cho máy khác. Và nhắc lại các bạn lần nữa nha, cái máy đó bắt buộc phải được gieo rét và đang hiển thị đây, đang gieo rét đây ha, nó báo gieo rét thì mình mới ride được ha. Còn nó không có báo gieo rét thì không có ra được đâu nha. Chó loài, bấm 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 vô cái lúc đó, vô cái hình nào. Đó, thấy chưa? Đó, nó phải báo là gieo rét và mình bấm in pin mới được ha. Các bạn cứ yên tâm khi mua đồ của Hải Minh là tôi test từng cái hết á. Đó. Tới cho nỗi mà test IC tôi cũng test từng cái luôn. Mặc dù mất rất là mất thời gian test mà còn IC trước khi bán mất rất là mất thời gian, tại tôi có cái đế mà. Đây tôi có cái đế đây. Đế của Luban đây nè, ha. IC 24, CV 20 chân và CV 24 chân. Test từng con và tôi phải cấp từng con trên cái kính hiển vi mới có thể so được. Còn đế đây, đế của GCD đây, ha. Để đọc ROM của GCD ha. Các bạn mua IC của Hải Minh hoặc là tất cả thiết bị ha, linh phụ kiện nhiều Hải Minh là còn có thể yên tâm. Rồi, test ok. Và tất cả cái cáp này tôi đã test ok trước khi tôi gửi. Và nếu có điều kiện là tôi test luôn cả phát ID luôn, gắn trên máy test luôn. Đó, tôi test giờ 5 sợi ha. Và bây giờ tôi sẽ test từng sợi phát ID của từng sợi luôn nha. Cái này có quái gì đâu, nó chỉ chép cái serial number thôi, chứ gì đâu mà thần như thánh. Đó, cái những cái máy này để coi lại nha, tôi tắt nguồn mở lại coi nha. Cái gì ổn chứ không ổn. Test vô right ok, mở phát ID phải fix được phát ID Bluetooth là ok rồi.
Luban có rồi, có ra đâu, có ai có cáp Luban chưa? Đưa cho tôi coi, test thử cáp Luban coi. Ở đó nói mà ổn chứ không ổn. Tào lao. Đó, khi mình boot máy lại nè, các bạn thấy không? Cái máy nó đang direct, là boot máy lại là tự động nó sẽ mất cái direct nha. Đó, các bạn để ý lúc đó bạn phải direct lại ha. Đó, khởi động lại là nó tự động mất direct. À, bây giờ tôi test cái đi ha. Đó, tôi gắn cái sợi dây tôi chép vô rồi, nó bật nguồn lên, nó đâu có báo. Nó đâu có báo cái đi không khởi dụng, đúng không? Ok, đúng không? Bây giờ tôi thử. Đó, ánh có ánh sáng tự nhiên ha, ánh sáng tự nhiên là ok rồi, nó ảnh hưởng từ cái con đó ha, từ cái cảm biến tiềm cận ha. Rồi bây giờ mình test FHD ha. Cảm biến này nó cùng cùng gì đây. Đó, bây giờ tôi lại tôi thử cái dây khác ha. Thử một cái sợi dây khác của cái đi ha. Đó, mở cửa, mở theo các bạn thấy không? Nè, mở bình thường nè. Đó, chục cái được chục cái. Gần xa gì cũng được hết ha. Đó, thấy chưa? Đó, ai nói ai dám nói là không không ổn định hả? Và các bạn đã có cáp Luban chưa? Hả? Có ai có cáp Luban để test chưa mà báo là dây ổn định nên tôi giữ thử từng sợi nó đều chép trên luôn trùng cùng một cái máy, và ngay cả tôi bán cho khách tôi cũng test như vậy nữa đó, và khách chỉ về cần nạp vô cái streamer của cái máy của họ thôi và ok thôi. Quái gì đâu mà thần với thánh Luban.